Ok, thì tất cả các dòng xe kinh doanh tổng hợp ở đây thì có xe số nè, đó, rồi con tay từ 150, 155 rồi tới 200, 300 phân khối đều có, thì cửa hàng gì thì thích cái phiên bản nào thì mình chọn. Còn về tay ga thì mình có Vision nè, có AB nè, có Vario, có Click, đầy đủ luôn anh chị ha. Anh chị thích dòng nào thì đến gì lựa chọn. Đó thì ngoài ra trong 3 tháng cuối năm thì đại lý cũng sẽ có chương trình tri ân khách hàng vào cuối năm, đó là có những cái phiếu bốc thăm trúng thưởng, giải nhất thì một bộ karaoke đầy đủ luôn, Giá đó 20 là triệu đồng, hai tỷ còn giá giải 20 nhì là một loa kẹo kéo, giải ba là một tivi, ngoài TV. ra là còn 10 phần quà khuyến khích của cửa hàng. Xin chào quý anh chị đã quay lại với kênh YouTube xe máy Lê Hữu Tình. Hiện tại thì mình đang ở cửa hàng xe máy Hữu Tình ở đây tổng hợp anh chị, có tất cả các dòng xe kinh doanh nội địa và nhập khẩu đầy đủ hết luôn quý anh chị, từ cái 150 cho đến 300 phân khối được kinh doanh ở đây, gồm có côn tay và xe số, xe tay ga đầy đủ hết luôn ha. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cái dòng xe Sonic trước, với cái chương trình bán hàng cũng như là chương trình khuyến mãi hỗ trợ của đại lý cho quý anh chị luôn. Thì cái dòng Sonic hiện tại cửa hàng mình kinh doanh giá bao nhiêu vậy Minh ơi? Đối với dòng Sonic thì bên em đang bán từ 50 cho đến 56 triệu. 6 triệu. Dạ. Nếu cần trả trước không em? Dạ. Đối với dòng Sonic thì bên em hỗ trợ anh chị là không cần phải đưa trước, đến cửa hàng cầm giúp em chứng minh thư bằng lái hoặc là chứng minh thư hộ khẩu. Đó là cái giá mà nguyên bản đã bao gồm VAT rồi, còn những cái phiên bản mà lên màu, lên tem, lên mâm thì mình cộng thêm em ha. Đúng rồi ạ. Mình cộng thêm. Rồi ok. Ở bên này thì có một cái phiên bản đó là Raider. Đó, Raider. Thì hiện tại thì Raider mình kinh doanh giá bao nhiêu vậy em anh ơi? Đối với dòng Raider thì bên em đang bán là 47 triệu 600. Có cần đưa trước không em? Đối với dòng xe này thì cũng sẽ không cần phải đưa trước ạ. Không cần đưa trước luôn. Đó, Raider. Còn Sachia thì sao em? Sachia thì mình có Sachia Việt với lại Sachia thì Sachia bên nhập. em sẽ có hai phiên bản đó, Sachia Việt và Sachia nhập. Đây là Sachia Việt nè. Đó, còn Sachia nhập Việt đây. thì bên em đang bán là 51 triệu 500. 51.500. Còn Sachia nhập thì là 57 triệu. 57 triệu. Đó. Hai con này mình có cần đưa trước không? Dạ không cần đưa trước luôn anh. À Đối với không các cần. dòng côn tay tại cửa hàng bên em là sẽ không cần phải đưa trước. Con tay mà 150 thôi ha, con tay mà phân khúc cao hơn thì chắc phải đưa trước rồi. Dạ, ok. Thì cũng chỉ tầm khoảng từ 10 triệu đủ 10 đến 10 xuống là thôi. đưa lại thôi ha. Rồi cái dòng tay ga ở đây thì có Vario, mình giới thiệu Vario. Thì Vario là 150 thì hiện tại mình kinh doanh giá bao nhiêu em? Đối với Vario 150 thì bên cửa hàng em đang bán là 51 triệu. 51 triệu bao gồm VAT hết rồi đúng dạ, không? Đã bao gồm thuế VAT. Thế rồi. Hỗ trợ cửa hàng chắc không cần đưa trước luôn em ha. Dạ, không cần đưa trước anh. Không cần đưa trước luôn. Đó, thủ tục thì đơn giản thôi, quý anh chị cầm theo chứng minh nhân dân, theo lấy xe chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu đến cửa hàng làm thủ tục. Rồi nhận xe về thôi, nếu anh chị mà không chạy xe về được thì có thể là cửa hàng sẽ mang xe giao nhận nhà miễn phí cho quý anh chị luôn. Đó. Còn 125 thì bao nhiêu em? Đối với Vario 125 bên em đang bán là 39 triệu. Còn 39 những cái triệu. màu mà lên mỡ, lên sơn á thì cộng thêm cho bên em 1 triệu nữa. Một Bên em triệu sẽ nữa. bảo hành trong vòng 1 năm rưỡi. Còn Rồi. dòng xe Vario là dòng xe nhập thì bên em sẽ bảo hành tại cửa hàng trong vòng 3 năm hoặc là 30.000 cây. Đây là phiên bản tay ga khác đó, không có Honda, của Honda luôn, đó là Vision. Vision 2021 thì hiện tại là mình kinh doanh với giá bao nhiêu em? Đối với Vision 2021 thì bên em có rất là nhiều phiên bản cao cấp này, phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và cá tính. Thì đối với dòng Vision 2021 sẽ dao động từ 33 cho đến 38 triệu Yeah, tùy từng 38 phiên triệu. bản của xe. Cũng không cần đưa trước luôn em dạ. ha. Các dòng xe bên em bán thì đã bao gồm thuế VAT. Anh chị đến thì mình chỉ cộng thêm là cái giá trị làm biển số này hoặc là mình ở tỉnh huyện nào để mình tính ra thôi. Rồi, quý anh chị em thích chạy xe Việt thì chạy xe nhập 150 nhập. Đây là em X-King. Đó. Thì hiện tại giá của em X-King mình đang bán với giá bao nhiêu em? Đối với MX King thì bên em đang bán là 44 triệu. 44 triệu. Đó là giá bao gồm VAT hết rồi đúng đã không? bao gồm VAT. VAT. Trả trước chứ cũng không cần ha. Đối với dòng xe này thì không cần phải đưa trước ạ. Không cần đưa trước, mình thích cái màu nào thì mình đến ngoài mà. Nhắc lại với anh chị là quý anh chị xem trên kênh YouTube xe máy Đeo Tình sẽ được giảm 1 triệu, cho nên là khi mà anh chị tới cửa hàng mua xe thì nhớ báo nhân viên làm thủ tục cho quý anh chị là có xem trên kênh để giảm cho quý anh chị
1 triệu đến 1 triệu rưỡi nha quý anh chị. Đó. Bên này là dòng SH cao dành cho nam, thì chắc có 4 phiên bản, mình báo phiên bản thấp nhất đi em ha. Thì đối với phiên bản 125 CBS bên em đang bán là 82 triệu, còn 8. ABS là 89 triệu. 89. Còn phiên bản 150 phanh CBS là 99 triệu, còn phanh ABS là 111 triệu. 111 triệu. À, mình ra trước khoảng của 125 chắc khoảng 30 triệu. Dạ, đối với 125 bên em hỗ trợ là khách hàng chỉ cần đưa trước khoảng 30 triệu đổ về thôi, 30 là triệu. Có thể làm thủ tục với ngân hàng. À, còn 150 thì chắc khoảng 40 ha. Dạ. 40 triệu là ok. Rồi bên cạnh một cái con được lên lên màu đó, đó là TFX. Thì hiện tại là TFX mình bán với giá bao nhiêu em? TFX bên em đang bán là 66 triệu 500. 66 triệu 500 ha. Hàng hỗ trợ anh chị trả góp. Mình lộ xấu một chút thì bên em vẫn có thể làm hồ sơ cho mình đậu nhá. À, còn cái dòng khác là Max 300. Thì hiện tại là Max này bán với giá bao nhiêu em? Bên em đang bán là 74 triệu. 74 triệu là giá giảm rồi đúng không? Đã giảm rồi. Còn anh chị mà đến nói tôi đã xem kênh của xe máy giá rẻ hữu tình sẽ được giảm từ 500 cho đến 1 triệu rưỡi tùy vào các dòng xe. Giảm trước khoảng bao nhiêu? Đối với dòng xe này thì đưa trước tổng khoảng 10 đến 15 triệu thôi ạ. 10 tới 15 triệu. Quá rẻ. Rồi, MT. Đối với MT thì bên em đang bán là 64 triệu 500. 64 triệu 500 là mình đã trừ cái khoản mà giảm cho anh em rồi đúng không? Dạ rồi. Giảm rồi. Mình đã rớt cho khoảng 5 triệu hả? Dạ đúng rồi. Khoảng 5 triệu. Rồi. GBX Demon. Demon thì bên em đang bán là 58 triệu. Ngày 18 là triệu. Dòng xe này hỗ trợ anh chị là sẽ không cần phải đưa trước. Không cần đưa trước luôn, 58 triệu. Nó bao gồm VAT chị rồi, tới làm hồ sơ, nếu gì đã tiền còn mặt thì sẽ. Còn ở dưới là một phiên bản mô tô của Honda bên em đang bán. CB Venza là 46 triệu. 46 triệu. À, không cần đưa trước luôn nha anh chị, 46 triệu. Còn Legend 200. Legion 200 bên em đang bán là 58 triệu 500. 58 triệu 500. Đó, giá bao gồm VAT rồi nha. Đưa trước cho con này chắc khoảng từ 5 tới 7 triệu được ha. Dạ đúng rồi. Khoảng 5 tới 7 triệu. Còn một phiên bản nữa là phiên bản Winrow X của Honda thì bên em sẽ có hai phiên bản. Phiên bản CBS đang được bán là 39 triệu. Còn phiên bản ABS thì được bán là 41 triệu 500. 41 triệu 500. Dạ. Thì đối với dòng xe này sẽ hỗ trợ anh chị là mình không cần phải đưa trước. À, không cần đưa trước luôn. Đó. Đẹp nhiều cái mẫu, rất nhiều mẫu, nhiều màu, nhiều mẫu màu cho anh chị lựa chọn. Còn không thích màu này thì mình lên màu khác. Ke Vario thì lúc nãy mình có báo rồi, ha, báo rồi. Cùng cái phân khúc mà xe với Vario đó thì ta có AB. Đó, thì hiện tại là AB của mình là một cái bản 150 mình kinh doanh là bao nhiêu em? AB 150 bên em đang bán là 51 triệu, còn đối với phiên bản 125 là 41 triệu. Thì đối với dòng AB là sẽ cũng không cần phải đưa trước. À, không cần đưa trước. Đó. Phải bỏ 125 này. Đó. Anh chị thấy có rất là nhiều. Đó. Rất nhiều xe, nhiều màu, đầy đủ luôn. Rồi bên này thì có mấy con Mignon. Ở đây còn lại là Ducati. Thì hiện tại là giá của Ducati thì lần trước mình báo là khoảng 21 cho đến 22 triệu. Nó cũng chỉ chênh nhau tầm 1 triệu thôi. 1 triệu. Đó. Và cửa hàng giảm luôn thì còn có tầm đâu đó khoảng 20. Dạ. Đó, 20. Nếu anh chị thích thì anh chị tới lựa chọn ha. Còn con Demon X này thì giá của nó là bao nhiêu em? Đối với Demon này còn thì có một con thôi. Dạ. Thì em đang bán là khoảng chắc 38 dạ, triệu. Cũng 38 là triệu. À 7 đến 38 triệu. 7 38 dạ. Triệu đó. Con này thì gấp đôi con này nha anh chị. Đó. Ok, trong này thì có con GTR 150. GTR này thì hiện tại bên mình bán với giá bao nhiêu em? GTR bên em đang bán là sẽ có hai phiên bản nhá. Phiên bản CBS là 64 triệu, còn phiên bản ABS là 69 triệu. 69 triệu. Dạ. Còn bên trong này là hai chiếc Click nữa. Hai chiếc Click. Dạ. Click thì Click bên 125. Em đang bán là đối với phiên bản 125 là 73 triệu, còn phiên bản 150 là 93 triệu 500. Rồi, cái con 125 này chắc phải đưa trước khoảng tầm đâu đó 15 20 ha. Đúng rồi, còn phiên bản 150 thì đưa trước tầm khoảng 25 đến 30. 30. Này, con Click ra con này. Click thì có bên trong 50. Đó. 50 thì không 30. Ok. Rồi, Vision thì mình cũng báo cho với anh chị rồi. Đó.
Chị rồi. AB thì bên em có rất là nhiều màu nha. Đối với phiên bản 125 là 41 triệu, còn 150 là 51 triệu. Hỗ trợ anh chị dòng AB này là không cần phải đưa trước. Được luôn. Vision thì lúc nãy mình báo được không? Nó dao động dạ. Từ 32 cho đến 37 ha. Còn Vision phiên bản 2020 thì sẽ dao động từ 30 cho đến 32 triệu nhá. Còn hai con lúc này đúng không? Đó, hai con màu vàng với lại màu xanh. Còn ở dưới này là những cái dòng xe số của Honda. Thì đối với dòng Future thì bên em đang bán từ 32 cho đến 34 triệu tùy vào màu và phiên bản của xe. À, nó khác nhau cái cầm chỉ và lại bên mâm đúng không? Dạ đúng rồi cầm anh. Chỉ bên mâm. Cũng không cần đưa trước luôn đúng không em? Không cần đưa trước ạ. Đưa trước còn những như quay Blade này thì quay sao? Quay Blade thì bên em đang có giá dao động từ 18 cho đến 20 triệu thì cũng tùy vào phiên bản và phiên bản của xe. Xe cầm với lại mâm. Đó. Quay A thì bên em đang bán là 20 triệu. 20 triệu. Quay cái bộ quay nó giữ giá quá ha. Dạ. Ok thì tất cả các dòng xe kinh doanh tổng hợp ở đây thì có xe số nè, đó, rồi con tay từ 150, 155 rồi tới 200, 300 phân khối đều có, thì cửa hàng gì thì thích cái phiên bản nào thì mình chọn. Còn về tay ga thì mình có Vision nè, có AB nè, có Vario, có Click đầy đủ luôn anh chị ha. Anh chị thích dòng nào thì đến gì lựa chọn. Đó thì ngoài ra trong 3 tháng cuối năm thì đại lý cũng sẽ có chương trình tri ân khách hàng vào cuối năm. Đó là có những cái phiếu bốc thăm trúng thưởng. Giải nhất thì một bộ karaoke đầy đủ luôn. Đó là 20 triệu đồng. Hai tỷ giá 20. Giải nhì là một loa kẹo kéo, giải ba là một tivi. Ngoài ra là còn 10 phần quà khuyến khích của cửa hàng. Thì rất mong là anh chị sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cho xe máy hữu tình. Và địa chỉ bên em là 442 khu phố 2, quốc lộ 13 Bến Cát, Bình Dương. Anh chị có thể lên Google nhập cái địa chỉ hoặc là gọi điện cho hai số ở dưới. Thì bên em sẽ có nhân viên ra đón anh chị đến tận cửa hàng coi xe. Coi xe mua xe luôn chứ, đúng không? Dạ. Chương trình nó khá là tốt trong đầu tháng 11 luôn chị. Ngay cả hỗ trợ ngân hàng cũng khá là tốt. Và cái gói lãi suất ngân hàng hiện tại cũng khá là tốt luôn chị. Cái phần số tiền mà chị trả trước để lấy xe á thì nó cũng khá là ít, và phần lớn những cái xe ở đây thì không cần trả trước luôn. Đó, không cần trả trước để mà nhận xe. Thì quý anh chị xem video ủng hộ cửa hàng bằng cách là like, share, comment như thông báo lại cái kênh để nhận được thông tin mới nhất về giá xe tại cửa hàng nha quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video.